chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Trước mặt mình đây đang là một mẫu laptop của Dell. Thì đố mọi người biết đây sẽ là Dell Virtual hay là Dell Inspiron đấy. Cùng một mã luôn, 5510. Nhưng mà mình đã phải nhìn vỏ hộp thì mới biết đây chính là dòng Inspiron của Dell. Dòng này thì luôn đề cao bởi sự linh hoạt này, dễ dùng, phù hợp với mọi đối tượng. Dù các bạn là doanh nhân, dân văn phòng hay là học sinh, sinh viên, Dell Inspiron 5510 thì sẽ là mẫu laptop Ultrabook khá là lý tưởng để có thể làm những công việc nặng một chút, thậm chí là có thể giải trí để chơi các tựa game eSports luôn trên mẫu laptop này. Đầu tiên vào phần thiết kế trước nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một thiết kế rất là mỏng nhẹ, thanh lịch với 1,7kg và độ dày là 17,9mm. Tuy nhiên nhìn chung thì các mẫu laptop của Dell thì không có gì thay đổi về mặt thiết kế hết. Vẫn sẽ là bề mặt trơn này, logo Dell được nằm ở chính giữa. Toàn bộ máy thì được làm bằng hợp kim nhôm. Chắc chắn và bền bỉ thì mình vẫn luôn dành những lời khen cho chất lượng hoàn thiện của Dell. Có một điểm trong phần thiết kế mà mình nghĩ là Dell đã lắng nghe người dùng và thay đổi cho Dell Inspiron 5510 chính là phần bản lề này. Vẫn sẽ là bản lề dạng nâng, giúp nâng máy lên cho một góc đánh máy tốt và tản nhiệt hiệu quả hơn. Thế nhưng phần bản lề này sẽ không còn là phần fit cao su nữa, mà thay vào đó sẽ là chất liệu nhôm liền mạch với phần mặt à của sản phẩm. Điều này chắc chắn sẽ đem lại sự sang trọng hơn cùng với thiết kế bo tròn này, sẽ mang đến sự nhẹ nhàng, tinh tế cho sản phẩm, cho dù các bạn là nam hay là nữ thì đều có thể sử dụng được. Thêm vào đó thì còn tránh được tình trạng đó chính là dính bẩn khi gặp mở máy nhiều lần như phần fit cao su trước kia. Thì là mẫu laptop 15,6 inch thế nên là các bạn sẽ có một chiếc màn hình rất là rộng để có thể làm việc này, lướt web này, xem phim này, 4 viên màn hình mỏng. Cạnh trên thì có trang bị webcam HD, độ phân giải là Full HD, tấm nền WPA với 64% sRGB, 45% NTSC cùng với màn hình chống chói thì đây sẽ là một mẫu màn hình đủ để làm việc và giải trí cơ bản. Đáng nói đến nhất của Inspiron 5510 thì lại chính là cấu hình. Được trang bị dòng chip H của Intel, Intel K5-11300H thì đây là dòng chip mạnh nhất này, hiệu năng cao nhất, có thể sử dụng được lâu dài với rất là nhiều các tác vụ cùng một lúc, như là khi các bạn xem những tài liệu nặng này, mở nhiều file cũng như là mở hàng chục tab Chrome. Và nếu như có nhu cầu làm về đồ họa thì con chip này cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được, chỉ là về phần màn hình thì màu sắc sẽ không được chuẩn cho lắm mà thôi. Khả năng nâng cấp lớn với 8GB RAM nhưng mà sẽ có hai khe để nâng cấp tối đa là 32GB, 256GB SSD thì nhưng nâng cấp tối đa được là 2TB và card đồ họa đó chính là Iris Xe Graphics. Chuyển xuống dưới thì phần bàn phím, thì bàn phím này thì rất là dễ dàng nhập liệu với bàn phím số, có trang bị đèn nền này, hành trình phím cũng khá là sâu, nói chung là cảm giác gõ rất là thoải mái. Phần touchpad ở dưới thì diện tích rất là rộng, đủ chỗ cho thao tác từ 2 đến 3 ngón và bao quanh touchpad thì còn có các đường cắt CNC nhìn rất là sang trọng nữa. Phần bảo mật vân tay một chạm thì cũng được tích hợp ngay trên nút nguồn ở phần bàn phím này. Thì điều này mình nghĩ ngày càng phổ biến và gần như là không thể thiếu để tăng tính bảo mật trên các laptop Ultrabook hiện nay. Cuối cùng thì sẽ là cổng kết nối, hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, khe thẻ SD, jack audio combo và cổng nguồn. Tổng kết lại thì với mức giá hơn 22 triệu đồng, một cấu hình mạnh này, khả năng nâng cấp lớn này, ngôn ngữ thiết kế hiện đại thì Inspiron 5510 xứng đáng là một sự lựa chọn để đồng hành của các bạn trong một thời gian dài. Tối thiểu thì cũng phải là vài năm mà không cần đổi laptop. Đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.